Hi, xin chào tất cả bạn. Chào mừng các bạn tiếp tục quay trở lại với kênh Thảo Dược Người Giao. Trong cái clip ngày hôm nay, tôi xin chia sẻ cho các bạn một số những cái hình ảnh về cây giống sâm đương quy của gia đình. Vâng, như các bác đều đã biết thì sâm đương quy là một loại sâm, nó có công dụng rất là tuyệt vời đối với cái sức khỏe của chúng ta. Chính vì vậy mà nó có giá trị kinh tế cũng như là giá trị dược liệu rất là cao. Bởi vậy nên là có nhiều anh chị em ở khắp mọi vùng miền của Tổ quốc đều có nhu cầu trồng sâm này rất là lớn để phục vụ cho cuộc sống, cho chính sức khỏe của bản thân cũng như là phát triển kinh tế, sau đó giảm nghèo. Và hôm nay thì tôi cho các bạn xem một chút về cái cây giống sâm đương quy nó như thế nào, trực tiếp tại vườn luôn. Vâng, đây tôi vừa nhổ được cái đống này cho khách. Đây, tôi quay một chút toàn cảnh cho tất cả các bác xem. Đây, đây chính là cái vườn ươm cây giống sâm đương quy của dân tôi. Vâng, đây tôi cho các bạn xem một chút về cái cây giống sâm đương quy nó như thế nào. Vâng, đây, thưa bác, đây chính là cây giống sâm đương quy, nó cao và nó to như này nhá các bác nhá. Đây tôi đo cho bác xem. Đấy, nó hơn một gang tay của mình cơ. Và rễ của nó rất là to. Vâng, rễ rất là to. Đây, nó rất là đều nhá, to, dài. Đấy, đây, đây này, đây chính là cây giống sâm đương quy nhá. Bác nào có nhu cầu về cây giống cũng như là hạt giống sâm đương quy có thể liên hệ cho tôi qua Zalo số điện thoại 0374988027. Tôi sẽ cung cấp cho tất cả bác với một cái giá hợp lý nhất trên thị trường. Và để mà trồng được cái cây sâm đương quy này đòi hỏi chúng ta phải có nước. Đấy, đòi hỏi chúng ta phải có nước. Sau khi chúng ta trồng khoảng một tuần nó sẽ lên, nó bắt đầu sống và ra những cái lá non như này. Đây, đây các bạn có thể để ý thấy là nó đang nhú lên đây. Đây, tôi chỉ giới thiệu một chút về cái hình ảnh cái cây giống sâm đương quy như vậy cho các bạn xem. Nếu các bác có nhu cầu về cây giống, hạt giống sâm đương quy hoặc là cây giống chè dây thì các bác có thể liên hệ cho tôi trực tiếp qua số điện thoại hoặc là Zalo 0374988027. Cảm ơn.